Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ bắn hai khẩu Die Dorado và Die Bon Beast xem khẩu nào ngon hơn. Thực sự anh em yêu cầu làm về hai khẩu này rất là nhiều luôn. Chắc là anh em rất thích em này. Thì mình nghĩ các bạn nên múc luôn đi, tại vì khẩu này ngon hơn rất là nhiều. Đấy là ý kiến của mình. Còn sau clip này thì không biết là các bạn có thay đổi ý kiến không. Còn mình thì bây giờ có bắn bao nhiêu clip đi chăng nữa thì mình vẫn thích khẩu Die Dorado, tại vì nó rất là đẹp và có những cái skill rất là độc và dị. Ui rồi ôi, ôi tôi xong rồi, cái gì vậy? Vâng, bạn rồng non đứng ngay cửa vào chắc là bị lag rồi. Còn trên thùng hàng nữa. Lên, đúng rồi. Ui rồi ôi, nó bắn cái khẩu gì nó mạnh thế? Double kill dành cho thằng trên thùng hàng. Bới hết vào đây. Test cận chiến nào. Ui rồi, bắn thường thì nó cũng như khẩu DM Bon Beast, còn bắn đặc biệt thì khỏi khỏi phải bàn. Tao sợ chúng mày quá cơ. Lại đây double tap nào. Em chết nhầm, double kill. Rồi. Này thì hủy diệt này. Ở cái tên của bạn bạn đặt lại đi ạ. Vâng, hủy diệt thì nó hơi sai sai. Nó bị diệt. Cạn lời, chạy thôi. Không biết là còn sau này còn ai không. Chắc là không có ai rồi. Giống bài phòng này ít thế. Không đủ để giết. Đáng nhẽ mình sẽ chơi phòng 16 người, nhưng cái máy con Android này nó quỷ bắp VL và phòng nó giật 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 khó chịu lắm. Không thể chơi phòng 16 người được. Còn ạc thì mình không có ạc iOS nên không không thể có thể làm clip về khẩu này được. Rất là đen. Mình chơi Android thì rất là nhiều ạc để mình mượn, còn iOS thì thực sự là không có ạc nào mà chơi luôn. Phải tự lập ạc. Ui rồi ôi, hủy diệt kìa. Một mà. Vâng. Nhiều vậy. Cạn lời. Thôi, chạy thôi. Đồng thế. Thế anh Tơ còn lờn vờn ở phía dưới nữa mà. Anh định hớp hàng à? Khó lắm. Ui dồi ôi, bạn ơi, bên này này. Mình nhìn không nghe tiếng chân luôn. Ui dồi ôi. Cái xác làm hết hồn. Rồi, Tơ đây nữa. Ui dồi ôi. Sao lại lắm đường ấy? Đây rồi. Vẫn thoát này. Rồi có hero, hero luôn. Chạy thôi. Đồng quá anh em ạ. Đường nào nó cũng có. Chắc là mình sẽ bắn yếu bọn này rồi biến hero luôn. Này thì đi theo này. Đấy. Ô kìa. Bom không giết được thằng nào. Bom yếu vậy rồi. Này thì tơ lại. Yếu con ra gió à. Tao sợ mày quá cơ. Ui giời, phòng này hơi bị nhiều hủy diệt. Chắc là mình sẽ bắn đàng hoàng hơn tí. Ô, đâu vậy? Sao bên này đam nó yếu nhở? Đam của hero hơi bị yếu. Ui rồi, thôi xong rồi. Bình tĩnh. Làm gì căng vậy? Còn 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây, win rồi. Bơi hết vào đây. Chúng mày bơi hết vào đây mà cà mày. Còn 1.000 tiết này. Tao sợ chúng mày quá cơ. Không có tiếng bán luôn đấy nha bạn. Phòng toàn hủy diệt. Sợ thật. Vâng, hủy diệt thì nó khó diễn lắm. Nó bật cái kill đặc biệt của nó lên thì thực sự nó như một con trâu anh em ạ. Nó trâu hơn một con trâu. Và nó như một con voi trên thùng hàng kìa. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi, có cả tơ nữa. Vâng, thế này thì thùng hàng sống thế đếch nào được nhờ. Lay thì đi vào khói với chúng tôi này. Khói không thoát đâu bạn này. Thằng này thì vùng vẫy chạy đâu vậy? Ui dồi ôi. Vâng, nó cào SML hết cả phòng rồi. Rồi mình sẽ đuổi theo cái thằng Dung non này. Khá là yếu máu. Vâng, nhấp nháy rồi. Không biết chạy đâu rồi. Mình sẽ bỏ thôi. Thực sự nó đi vào trong đấy mà tận hai thằng thì không thể đú được. Còn cuộc tình dù đúng dù sai. Nhưng zombie nhấp nháy thì không thể cận chiến được. Ui rồi ôi, có hero rồi. Vâng, anh Tơ căng vãi. Quyết định hiếp chết thằng thùng hàng mới thôi. Công nhận anh Tơ thú tính thật. Rồi, zombie đấy rồi. Ui trời ơi. Sao bom dạo này mình ném yếu vậy nhở? Chả giết được ma nào. Ơ, bay nhầm nút.
Ui hết hồn. Ở tí nữa bị gào SML rồi. Hay quá. Hay quá. Ui sổi tờ này. Tờ với chúng tôi này. Ok. Hình như là hơi bị lag anh em ạ. Sao mạng hôm nay lag ấy nhở? Cái gì đây? Nhìn cái gì? Nhìn gì? Bố lại giả một bả đạn vào mặt cho bây giờ. Đuổi theo hiếp. Ui ôi. Vãi giỏi, cao xa vậy. Trời ơi, nó cao xa VL. Chết bà mày rồi con lợn này. Thổi gãy rồi. Cạn lời. Ok, mình phải sang một khác đây. Nãy nghịch ngu cận chiến một tí thôi mà nó cào xa vãi cả nồi ạ. Sợ thật. Không thể tin được. Bây giờ mình mới biết là ping mình lên tận 100x rồi. Dã man. Quả ping này thì phải chơi theo kiểu khác cơ. Nãy mình không để ý, tưởng là ping ngon nữa. Thế đấy nào, ui trời ơi. Cái khẩu này thì bắn nó nhanh hơn khẩu DE Dorado một tí thôi. Về chế độ thường. Còn chế độ xả thì tuổi. Thôi rồi, ơ kìa. Zumbai sao ít vậy. Và mình sẽ đi cận chiến một tí. Tại vì cái cận chiến của cây này nó khá là sướng. Có lẽ là mình quen với cái cận chiến của cây này nên cận chiến có lẽ tốt hơn. A à, hi hi. Bơi hết vào đây. Ui trời ơi, nếu mà quen được cái lag của em nói thì thực sự cận chiến cũng khá, cũng không phải là quá khó. Mình chỉ cần cận chiến trước một tí là nó lao vào là nó ăn thôi. Ui dồi ôi, sao phòng nào cũng lắm hủy diệt đấy nhở. Ý trời, gì đấy? Gì đấy? Ui dồi ôi. Này thì hứng chó này. Con lợn này. Tích nguy hiểm với ai vậy? Bơi hết vào đây. Ui dồi ôi, tao sợ chúng mày quá cơ. Chưa mất giáp là cần tất nhỉ. Ui dồi mất giáp rồi. Thế đấy nó mất giáp nhở. Ui 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 ôi. Gì căng vậy? Gì căng vậy? Ui mệnh phết đấy. À, cái khẩu này mình bắn cảm giác nó mệnh phết. Hình như là mệnh hơn cả DE Dorado nha bạn. Cảm giác như thế. À, mình cũng không rõ. Cái đậu phộng luôn nữa. Thế đấy nào. Đen đấy nhở. Thiếu tí nữa là highlight rồi. Đang chạy vòng vòng lên thuyền. Ngu người. Ô, mình cảm giác là khẩu DE Bombis nó bắn, nó đam nó ảo hơn DE Dorado. Cảm giác như thế. Đam to hơn hay sao ấy. Mặc dù theo chỉ số thì sẽ là giống nhau. Mà tiếc một cái là mình chưa ép đạn được mấy khẩu này. Khi mà nó về Việt Nam ấy thì mình sẽ dùng nguyên cái set 3Z Iron Shark với lại set DE Bombis của mình để mình ép đạn cho khẩu DE Dorado bắn xem như thế nào. Chứ bắn có 16 viên thì không ăn thua. Đấy, xả thì tầm hai mấy viên. Ui dồi ôi. Căng vậy, không mất giáp luôn. Đúng rồi. À, vùng vẫy này. Này thì vùng vẫy với chúng tôi này. Lượn đi đâu rồi? Lừa tình à? Ui dồi ôi, chạy một mấy chăng kia luôn. Hay quá. Thằng này nó đi đâu vậy? Ơ à. Đi hồi máu thôi mà. Không cần đi xa vậy không? Úi dồi ôi. Nhìn ra thì đã muộn rồi. Thanh niên. Vãi xoài. Vâng, tìm chỗ hồi máu. Mắc lâu. Mắc kỳ công. Nhưng cuối cùng vẫn chết. Khô lời. Đéo còn lời gì để nói em ạ. Vâng, cố tìm chỗ cho lắm vào. Thế đích nào vẫn chết. Thế thì cần gì tìm cái chỗ cho kín. Mà hình như phòng này hơi bị ít zombie nhờ. Chắc là mình sẽ nốt trận này. Mình sẽ nghỉ clip tại đây thôi. Các bạn xem này thấy hay thì quên like, subscribe kênh hộ mình nhá. Ui ồ, xả khói. Ý gì? Lừa tí nhá. Căng vậy. Rồi bị dao găm cận chiến. Hay quá. Bạn nào chắc đang lên đồng rồi. Mà không thấy con zombie nào nhở. Nó xàm thế. À đây rồi, núp hết ở sau này. Ui ôi, nhấp nháy kìa, đồng thế.
nhấp nháy kìa. Ui vai xoài con, mấy bọn này hứng chó vậy, cứ nhấp nháy là lao lên ăn luôn. Ôi đa mệnh quá anh em ạ, không thể dừng được. Rồi nhấp nháy này. Ui rồi ôi nó ăn hết. Có cái đậu xây nhà nó nữa. Ăn hai mạng ạ. Rồi hết giờ.